tôi muốn trở thành bartender đẳng cấp. Hướng nghiệp Á Âu tự hào là nơi bạn chọn để bắt đầu, với đội ngũ giảng viên hàng đầu, phương pháp dạy và học sát thực tế, cơ sở vật chất hiện đại. Hướng nghiệp Á Âu, định hình đam mê, định hướng tương lai. Tôi muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Hướng nghiệp Á Âu tự hào là nơi bạn chọn để bắt đầu, với đội ngũ giảng viên hàng đầu, phương pháp dạy và học sát thực tế, cơ sở vật chất hiện đại. Hướng nghiệp Á Âu, định hình đam mê, định hướng tương lai. Thùy Trang và Ngọc Chi rất vui khi được gặp lại cả bạn trong chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thùy Trang biết không, tháng 8 gõ cửa, Giới Trẻ Huế lại có thêm nhiều cơ hội tham gia các hoạt động hè và những điều thú vị hấp dẫn khác đang chào đón tất cả các bạn. Và chương trình Nhịp sống trẻ ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn những chuyên mục quen thuộc. Mục bạn trẻ, hãy cùng gặp gỡ chàng trai đam mê lĩnh vực food reviewer Nguyễn Trung Hiếu. Không khí của cuộc thi Vũ Điệu Xanh là nội dung được giới thiệu trong mục Cẩm Nang Trẻ số này. Mục Phong Cách Trẻ, hãy cùng thưởng thức clip ngày Chủ Nhật Xanh. Và khép lại chương trình là những cảm nhận của giới trẻ khi Huế Về Đêm được giới thiệu trong mục Góc Nhìn Trẻ. Food reviewer là cụm từ đang rất hot trong giới trẻ Việt Nam cho những ngày gần đây. Vậy thì food reviewer là công việc gì? Chúng ta có thể hiểu nôm na đó chính là việc thưởng thức những món ăn, chụp ảnh, quay phim và việc cảm nhận về nó. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ Nguyễn Trung Hiếu, chàng trai đam mê trong lĩnh vực này trong mục bạn trẻ. Vậy hãy cùng xem điều gì hấp dẫn và thú vị chàng trai của chúng ta. Những năm tháng sinh sống và làm việc ở Huế thì mình rất là yêu thích con người và cái cổ đô này. Ở đấy cho mình những cái mang lại cho mình những cái thứ nó rất là đặc biệt, không chỉ có người cái nét văn hóa đặc trưng mà còn về cái ẩm thực. Ẩm thực, một trong những nét văn hóa đặc sắc riêng biệt của Huế. Dường như ai đến Huế cũng bị mê hoặc bởi những món ăn ngon, lạ và hấp dẫn. Nguyễn Trung Hiếu, sinh viên năm tư khoa Điện tử Viễn thông Trường Đại học Khoa học Huế, đã đến với công việc food reviewer cũng bởi chính sự cuốn hút và hấp dẫn của ẩm thực cổ đô. Nói về cổ đô là một cái nơi mà ẩm thực nó rất là đa dạng và phong phú, và với cái niềm đam mê của mình quay phim, chụp ảnh, chụp hình và dựng thì mình đã quyết định chọn cổ đô Huế sẽ là một cái nơi mà để mình phát triển cái đam mê và có thể đưa cho tới những con người ở Huế và những người khắp trên đất nước này sẽ biết đến những cái văn hóa, những cái ẩm thực rất là đặc trưng của Huế. Công việc của một food reviewer luôn đòi hỏi phải rèn luyện không ngừng, phải có nhiều trải nghiệm thực tế mới có thể cảm nhận và thể hiện được sự tinh tế của từng món ăn. Bản thân của mình nó rất là đam mê chụp hình, chụp hình quay phim và cả dựng nữa, thì nên kỳ chủ yếu là tự học, nhưng mà mình cũng đi theo một số anh ở phía trước để có thể được gọi để đúc kết được những cái kinh nghiệm đó, và từ đó và nói chung mình cũng tự học, mình tự tìm thôi, mình tự học ở trên mạng và mình đăng ký những cái khóa học ở trên mạng. Nói chung thời gian nhiều của mình là tự học, mình tự may mò, bởi vì mình thấy là cái gì mình bản thân mình tự học nó cũng sẽ cho mình những cái kết quả tốt hơn. Ngày càng dành nhiều tình yêu hơn cho công việc của mình, Trung Hiếu muốn mở rộng và làm việc một cách chuyên nghiệp. Team Food Reviewer ra đời từ đó. Khi lúc đầu thì bản thân của mình nó mải móc và những cái phụ kiện chưa đầy đủ, giống như quay một cái cảnh nào đó thì mình phải quay đi quay lại và mình sẽ phải đứng ở nhiều góc, bởi vì một mình đó, và sống từ đó thì mình bắt đầu nghĩ tới cái việc mình sẽ thành lập một team kết nối những cái bạn có niềm đam mê chụp ảnh và quay phim lại, để mình khai thác và giúp cho các bạn, những cái bạn kết nối những bạn có niềm đam mê tại đó và cùng theo mình, cùng làm việc với mình. Với Trung Hiếu và những người bạn của mình, food reviewer không chỉ là nghề ăn và cảm nhận những món ăn, mà đó đã trở thành một nghề có nét đặc trưng riêng. Chính từ sự linh động trong ý tưởng, dựng kịch bản, viết bài, quay phim, chụp hình, đến khâu thiết kế hình ảnh, dựng clip, chàng trai trẻ này đã tạo được hiệu ứng lan tỏa cho ẩm thực Huế trên các trang mạng xã hội.
Anh Hiếu là một người thông minh và có trí khả năng sáng tạo rất là tốt. Chính vì vậy mà anh rất là phù hợp với những cái công việc như là thiết kế hay là quay phim chụp hình, bởi vì ý tưởng của anh đưa ra luôn luôn mới mẻ và tất cả các sản phẩm của anh luôn khác nhau. Đến với công việc của một food reviewer chỉ từ chính sự đam mê. Thế nhưng Trung Hiếu đã thực sự có được thành công bước đầu, mang đến sự tin tưởng và hài lòng cho khách hàng ở Huế và nhiều tỉnh thành lân cận. Tôi làm việc với Hiếu là cũng được 2 năm. Thì có cái quá trình làm việc chung giữa tôi và Hiếu thì tôi đánh giá Hiếu là một thanh niên là rất năng động. Trong quá trình làm việc thì những cái mà tôi đưa ra, ví dụ như là trong năm đó có những sự kiện như thế nào, rồi cần phải làm ra sao, quay về hình ảnh, về nội dung bài, về tất cả mọi cái thì là lượt tương tác giữa bay của quán đến với khách hàng rất là tốt. Một công việc thú vị với nguồn thu nhập khá ổn định cho Nguyễn Trung Hiếu cùng những người bạn sinh viên của mình. Và hơn thế, đây còn là cơ hội để người trẻ tuổi được rèn luyện nhiều hơn và tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tiễn. Thì nó bổ trợ rất là nhiều, ví dụ giống như những cái bàn bên học bên báo chí truyền thông ở bên khoa mình, bên trường mình. Thì các bạn tới đây các bạn sẽ được học và trải nghiệm, các bạn có thể được học chụp ảnh, quay phim và thậm chí mình sẽ chỉ cho các bạn dựng phim nữa. Thì những cái bài tập mà các bạn đang học thì nó cũng đáng phải làm, ví dụ giống như dựng và làm những cái phóng sự đơn giản. Thì thông qua đây mình cũng có thể giúp cho các bạn đó biết đến một số khách hàng và các bạn cũng có thể làm việc với họ để làm những cái bài phóng sự của mình. Hoặc là các bạn cũng có thể được trải nghiệm chụp ảnh. Khi chụp ảnh để chơi hay là làm nào cả, và khi chụp ảnh để làm việc thì nó đòi hỏi mình có cái tính chuyên nghiệp hơn. Nếu làm công việc bằng đam mê thì xem như cả đời bạn không phải làm việc. Đó là phương châm sống của Nguyễn Trung Hiếu. Chúc cho chàng trai trẻ vẫn chạy mãi với nhiệt huyết tuổi trẻ và sớm thực hiện được những ước mơ dự định của mình trong tương lai. Tương lai thì mình muốn cái tiếp của mình không chỉ dừng lại là những cái cô cậu sinh viên mà đang học tập và theo đuổi, mà mình muốn nó sẽ phải lớn mạnh hơn nữa. Mình muốn sẽ có một cái công ty, một cái nơi mà để cho người ta có thể tin tưởng, hoặc là khi mà người ta nghỉ tại đồ ăn thì người ta sẽ nghỉ tại cái tiệm của mình, người ta để xem vào đó, xem những cái đồ ăn ở đó, hoặc là một nơi để mà những cái bạn có thể muốn làm cộng tác viên, hoặc là những cái bạn mà có chung niềm đam mê đó, chúng ta sẽ tới đây và cùng nhau tiếp tục theo đuổi cái đam mê đó. Vào các sân chơi nghệ thuật luôn là điều thú vị trong những ngày nghỉ, bởi ở đó bạn có thể tận hưởng âm nhạc, khoa nhịp bước chân và điều quan trọng hơn cả là được sống trọn vẹn với niềm vui tuổi trẻ. Một cẩm nang trẻ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với không khí của cuộc thi vũ điệu xanh do thị xã Hương Trà tổ chức. Hơn 400 khán giả là học sinh, sinh viên và người dân đã đến với hội thi Vũ Điệu Xanh năm 2019 diễn ra tại công viên trung tâm thị xã Hương Trà do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hương Trà tổ chức. Tham gia cái hội thi Vũ Điệu Xanh ngày năm nay thì là có sự tranh tài của 17 đơn vị đến từ 16 tổ chức hội của xã phường và câu lạc bộ thanh niên Hương Trà. Thì các bạn đã đem đến những cái tiết mục rất sôi động và thể hiện được cái màu sắc, những cái khí thế của thanh niên Hương Trà trong thời đại mới. Đây là sân chơi để những người trẻ trên địa bàn thị xã Hương Trà thể hiện trong lĩnh vực nghệ thuật.
17 tiết mục xuất sắc của các xã, phường góp mặt tranh tài ở hội thi đã cùng nhau mang đến cho khán giả nhiều tiết mục thú vị với nhiều phong cách, cá tính khác nhau. Một nhóm nhảy nổi bật đòi hỏi nhiều yếu tố từ kỹ năng cá nhân, sự đoàn kết cho đến cách thể hiện. Đây là tiết mục nhảy sẻ chia khoảnh khắc của xã Đoàn Hưng Vinh. Những động tác, vũ điệu thoải mái mang đến cho khán giả một cái nhìn mới mẻ về nhảy hiện đại. Cảm thấy rất là vui và có ý nghĩa. Cuộc thi này tạo cho các bạn có sự tự tin hơn và thỏa sức niềm đam mê của mình. Với chủ đề ca người tình yêu đất nước, con người Việt Nam, bản sắc văn hóa dân tộc và sức sống của tuổi trẻ, những màn nhảy cuốn hút khán giả bởi những thông điệp ý nghĩa và rõ ràng. Tiết mục Vũ khúc Con Cò, một bài múa nghệ thuật cho thấy sự tập luyện và đầu tư của xã Hải Dương. Đây là màn mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Khán giả thích thú khi được hòa mình trong nhiều tiết mục với rất nhiều thể loại được thể hiện bằng một niềm đam mê và sự hứng thú của các bạn trẻ yêu nghệ thuật. Không chỉ là một hội thi, đến với đêm vũ điệu xanh năm 2019, các đoàn viên thanh niên được tận hưởng không khí rộn ràng, tươi vui cùng âm nhạc và vũ điệu. Đó cũng là cách người trẻ góp phần phát triển những hoạt động văn hóa văn nghệ ở địa phương mình đang sống. Sau hơn 6 tháng triển khai, phong trào ngày Chủ nhật xanh đã thực sự thu hút được sự quan tâm và chú ý của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ Huế. Thật vui vì không chỉ đô thị Huế mà cả khu vực ven đô khác cũng ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, đúng không Thi Trang? Đúng vậy, có thể cảm nhận được sự cố gắng, nỗ lực và chung tay góp sức của đông đảo người dân dành cho phong trào ý nghĩa này. Và lấy cảm hứng từ thư ngỏ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ kêu gọi nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng tham gia phong trào. Anh Phan Văn Thành, giáo viên của trường trung học cơ sở Phong Sơn, huyện Phong Điền đã sáng tác nên ca khúc Ngày Chủ nhật xanh. Đó cũng chính là ca khúc mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn trong mục Phong cách trẻ hôm nay. Hãy cùng chung tay hành động để thành phố xanh tươi và đáng sống hơn. Mỗi sớm tinh mơ dạo qua các công viên, trên đường lê lợi
bạn sẽ thấy Huế đẹp tinh khôi, Huế bình yên lạ, Huế vẫn thế, mỗi bước chân bình yên, qua cầu Trường Tiền, ngang qua Đại Nội, bạn sẽ thấy Huế mộng mơ như thơ. Nắng sớm lung linh, chào đón bao mầm sinh, tiếng người nói cười, ngày mới đến Huế càng xanh hơn, xanh màu hy vọng. Sương long lanh, đầu khẽ ru hàng cây, hoa cười nhẹ nhàng, vang vang dòng hò, màu Huế thương những khúc tình ca tôi yêu. Nhưng hôm nay, Huế tôi đang thay đổi từng ngày, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, bừng sáng hơn. Ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật xanh, mây trắng nắng lung linh. Ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật xanh, em bên anh nói lời tự tin. Ngày của chúng mình, ngày bình minh đến cho ta gần nhau hơn. Ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật xanh, cho Huế xám xanh hơn. Ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật xanh, ta bên nhau hãy cùng hành động, hãy nói không không với túi ni lông dùng một lần, để Huế luôn xanh sáng mãi trong lòng người tìm về. Mỗi sớm tình mơ dạo qua các công viên, trên đường Lê Lợi, bạn sẽ thấy Huế đẹp tinh khôi, Huế bình yên lạ, Huế vẫn thế, mỗi bước chân bình yên, qua cầu Trường Tiền, ngang qua Đại Nội, bạn sẽ thấy Huế mộng mơ như thơ. Nắng sớm lung linh, chào đón bao mầm sinh, tiếng người nói cười, ngày mới đến Huế càng xanh hơn, xanh màu hy vọng. Sương long lanh, đầu khẽ ru hàng cây, hoa cười nhẹ nhàng, vang vang dòng hò, màu Huế thương những khúc tình ca tôi yêu. Nhưng hôm nay Huế tôi đang thay đổi từng ngày, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, bừng sáng hơn. Ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật xanh, mây trắng nắng lung linh. Ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật xanh, em bên anh nói lời tự tin. Ngày của chúng mình, ngày bình minh đến cho ta gần nhau hơn. Ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật xanh, cho Huế sáng xanh hơn. Ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật xanh, ta bên nhau hãy cùng hành động, hãy nói không không với túi ni lông dùng một lần, để Huế luôn xanh sáng mãi trong lòng người tìm về. Hãy nói không không với túi ni lông dùng một lần, để Huế luôn xanh sáng mãi trong lòng người tìm về. Tự hào Huế mình, niềm tin kiêu hãnh, một Huế xanh sạch sáng hơn, rực rỡ bốn mùa nở hoa. Đang có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, nơi tập trung khá đông du khách và cả bạn trẻ. Huế về đêm lung linh huyền ảo với ánh sáng của những cây cầu, của dòng sông Hương thơ mộng, và đó cũng có thể là những không gian nhẹ nhàng của những góc phố thanh bình. Giới trẻ cảm nhận điều gì khi Huế về đêm? Ngay sau đây là một vài chia sẻ mà góc nhìn trẻ đã ghi nhận được. Mình thích nhất là cảnh Huế về đêm với cảnh lúc mà thành phố lên đèn, lúc đó là đẹp. Là mình thích nhất là đi thuyền trên sông Hương, là mình có thể dễ dàng ngắm được cảnh Huế lúc lên đèn.
Mình thích ánh đèn trên sông, nhất là cầu Gò Linh và cầu Trăng Tiền. Mỗi lúc thay đổi mỗi màu rất là thơ mộng. Nắng đồng nhưng mà thấy yên bình và thơ mộng. Ở Huế về đêm mà thì có rất nhiều là hoạt động, và đặc biệt em chủ ý thấy những hoạt động là giống như là ban nhạc đường phố ở đây. Thì khi mình được tới nghe những ban nhạc ở đây và tận hưởng những không khí xung quanh thì mình thấy rất là thư giãn. We had a really good night on a food tour and then we come round and then these great musicians are playing and it's really good music and they're clearly really talented. And it's a completely different, it's completely different to England, and it's impressed me. I'm a big fan of Wales. Có thể thấy Huế về đêm là một không gian với thật nhiều hình ảnh đẹp. Tuy Trang thì thỉnh thoảng lại thích đi bộ trên cây cầu gỗ này cùng bạn bè và ngắm nhìn sông Hương. Mỗi người sẽ có một cách riêng để khám phá những điều mà mình yêu thích. Ngay bây giờ Góc Nhìn Trẻ sẽ cùng cả bạn vào Huế về đêm và cùng cảm nhận vài điều thú vị. Huế về đêm trở nên sinh động và quyến rũ hơn. Với những người trẻ tuổi, đi loanh quanh vào ban đêm rất thú vị, bởi khi ấy, những con đường, những góc phố đều trở nên dịu dàng, dễ chịu. Đi giữa không gian này có thể cảm nhận một sự Huế xinh đẹp, pha lẫn giữa hiện đại và nét cổ xưa. Đối với mình thì Huế về đêm nó rất chi là thơ mộng. Mỗi ngày làm việc thì chúng ta đều có cái áp lực riêng. Thì buổi tối về mình có thể thư giãn bằng cách là đi dạo ở trên cầu Trăng Tiền hoặc là cầu đi bộ, phố đi bộ. Xong rồi ngắm dòng sông Hương khi mà buổi tối lên đèn. Nó cảm giác cho mình là nó giải tỏa bớt cái áp lực trong cuộc sống của mình và làm cho đầu óc mình nó thư thái hơn. Đi bộ trên cầu gỗ này ngắm sông Hương khi đêm xuống cũng là một điều thú vị. Sông Hương về đêm dường như khoác một màu ảo khác, có chút kỳ bí kiêu sa, một chút rực rỡ của cây cầu Trường Tiền đổi màu liên tục. Du khách chắc rằng sẽ nhớ thật lâu những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này. Mình hay ra Huế chơi thì thường thường đi cái cầu này vì nó hay, mình thấy nó nổi tiếng từ lâu rồi nhưng mà mình chưa được đi lần nào. Khi ra đến đây 2-3 ngày thì đêm nào mình cũng ra đây hết. Thứ nhất là cảm giác nó rất là nhộn nhịp và mình thấy rất là thoải mái khi mà mình tới đây. Dạo bộ hóng mát, nhất là cái lúc mà trời nóng như này ra đây, cảm giác rất là thoải mái, rất là thích cái đường Gò Linh này. Nó cũng không có dài mà cũng không được ngắn lắm. Cảm giác vô cùng là thoải mái, giống như kiểu là được về nhà. Âm nhạc đường phố là một điểm cộng cho Huế về đêm. Những nhóm nhạc trẻ chơi nhạc chỉ để thỏa thích đam mê và cũng vì muốn mang thêm một chút ngọt ngào và hấp dẫn cho thành phố vốn thi vị này. I think it's a really beautiful city. It's very vibrant. There are a lot of people about. Quite different to where we're from. We come from quite a small town in England, and it's not this busy at night. But I think the street music is really beautiful, and they're really talented. I think they're really, really good. Âm nhạc không chỉ kết nối những người trẻ, giúp thư giãn thoải mái, mà đó cũng là cách giới thiệu một sự Huế về đêm ngọt ngào, mến khách và nhiều màu sắc trẻ trung. Đến với phố đi bộ Võ Thị Sáu, Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão về đêm, có thể cảm nhận một không khí năng động đến bất ngờ của xứ Huế, vốn trầm lặng xưa nay. Đối với người trẻ tuổi, check-in những địa điểm, uống một ly bia lạnh ở một quán bar, hay thử thức vài món ngon trên những vỉa hè đông đúc như thế này cũng là một niềm vui ở thành phố nơi mình đang sống, học tập và làm việc.
là một nơi mà để cho các giới trẻ có thể đến giao lưu và sẽ làm cho khi thành phố năng động hơn. Đặc biệt là vào những ngày cuối tuần như vậy thì sinh viên và những người trẻ có thể có những nơi mà có thể dạo chơi cũng như là ngắm nhìn thành phố cách đó. Nên là thích không khí ở đây rất náo nhiệt và thật sự thu hút. Ẩm thực đường phố là một nẻo quyến rũ rất riêng khi Huế lên đèn. Những góc phố phủ màu đèn vàng mơ mộng và dịu dàng. Những quán ăn dân dã như thế này đã trở thành những không gian cuốn hút các bạn trẻ mê ẩm thực. Ở đó có thể thưởng thức món ngon với biết bao câu chuyện thú vị. Mình đã từng đi qua rất nhiều thành phố ở Việt Nam, nhưng mà thành phố Huế để lại trong mình ấn tượng rất lớn. Nhất là khi ở Huế ở về đêm á, thì nó rất là đẹp và rất là yên bình. Khoảng thời gian từ khoảng 11 giờ tới 12 giờ tới 1 giờ sáng, khoảng thời gian là mình hay hoạt động, thì chúng ta có thể thưởng thức rất nhiều thứ. Ví dụ như là những đám bạn chỉ chơi cầm guitar thôi, chơi ngồi xung quanh và chơi với nhau. Hoặc là ở nơi câu trường tiền thì chúng ta có thể ăn rất nhiều món ăn, và món ăn yêu thích của mình là cơm hến và bún hến. Huế đêm không thật lộng lẫy, sang trọng như nhiều thành phố lớn khác, nhưng lại có chút thi vị và cuốn hút, khiến bạn khó quên. Từ những con đường, góc phố, những người lao động bình thường hay những khoảnh khắc giao mùa đều gợi lên một sự ngọt ngào thơ thuộc. Hãy dành chút thời gian đến nơi nào bạn thích, đi qua những con phố thân quen để thấy đêm Huế nhẹ nhàng đến nhường nào. Dù sinh ra và lớn lên ở Huế, nhưng Huế luôn quyến rũ và mới mẻ đối với chúng ta, đúng không Ngọc Chi? Đúng vậy. Có lẽ vì Huế có nét đẹp riêng, nên dù đi đâu xa, những người con xứ Huế vẫn luôn muốn tìm về vùng đất bình yên và mơ mộng này. Những hình ảnh của Huế về đêm cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống trẻ số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin chúc cho tất cả các bạn có thêm niềm vui từ công việc của mình, từ những chuyến đi và những hoạt động diễn ra tại chính thành phố của chúng ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.